không, cái sức khỏe là cái cực kỳ quan trọng của mẹ mình mà mình không lo. Mình lo sức khỏe cho con bồ, mình làm cái con khỉ gì? Đúng không? Đương nhiên lo cho con bồ được thì phải lo cho mẹ được. Đúng không em? Em lo cho mẹ em vuông tròn thì em lo cho bồ ra đường em là người đàn ông 10 điểm. Còn em mà em dung dán cho con bồ em á thì mẹ em nó biết nó tuổi thân thôi. Ủa sao anh nói chuyện hay như bị hổng ta? Anh lộn em, anh tức quá, anh lộn nó là con bồ, còn mẹ của em không phải là nó nha. Đó. Đời sống văn minh gắn liền với home sim đẳng cấp. PPT hân hạnh cung cấp đến các bạn những giải pháp tập luyện tại nhà hoàn hảo từ phân phối thiết bị. Hướng dẫn tập luyện, giáo án và giải pháp dinh dưỡng. Tôi Duy Nguyễn, PPT CEO hân hạnh đồng hành cùng các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Thì ngày hôm nay anh sẽ làm vlog ngắn gọn nói về cái đề tài chung của mấy thằng trẩu tre gamer. Đó là mấy thằng này nó hay có cái mặt có trong cái giờ anh livestream á, nó hỏi những cái câu mà nó đưa những cái quan điểm, nó đưa ra những cái góc nhìn, nó kể lể, nó tâm sự về cuộc đời của nó này nọ, tình tiền tù tội, gái gú đó, cái dạng như mà mấy đứa đi học á mà ngửa tay xin tiền cha mẹ đó mấy em. Xong rồi mua quà cho bồ, rồi nó yêu bồ, rồi cua gái, rồi nói sao giờ tập sao cho chuột to, tập sao cho muối bụng cho gái nó khoái rồi đó mấy em. Là mấy thằng đó đó, ngày hôm nay anh sẽ nói một chút xíu về cái vấn nạn của mấy thằng gamer khi mà cái gọi là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Cuộc sống này á, cứ tối ngày người ta nói là mê con gì mà mù mắt á mấy em. Nó mê con gì mà mù con mắt á, hoặc là sướng cái con gì mà nó mù con mắt á, nói chung là đại loại là như vậy. Thì bây giờ tụi em nghĩ coi, mấy thằng đó nó chưa làm được gì cho đời hết, đúng không? Nó tập gym á thì nó cũng tập chưa tới nơi tới chốn nữa. Nó sống một cái cuộc đời á mà nó không có được cái định hướng là tương lai nó sẽ làm như thế nào, làm như thế nào, mà nó bị những cái cám dỗ nó rất là tầm thường. Có cái câu chuyện mà mấy thằng khoa học gia nó hay lấy ra nó nói. Mà anh á thì anh không thích cái cách nói chuyện kiểu đó, nhưng mà đại loại nó nói như vậy. Có một cái xô cho mày ba loại, một là đá tảng, hai là đá sỏi, ba là cát. Thì bây giờ mày đổ cái nào vô cái xô đó trước? Đó. Thì bây giờ giả định cuộc đời tụi mày á như mấy thằng trẩu tre đó đó, thì nó sẽ đổ cát vô trước. Khi mà đổ cát vô trước á thì chắc chắn đó là cái sự chọn lựa ngu nhất. Cái thằng ngu thứ hai nó đổ sỏi vô trước. Nó đổ sỏi vô trước ít ra nó còn đỡ. Là mấy cái thằng đó đầu tiên lầm đường lạc lối xong rồi vô vlog của anh Duy Nguyễn mà tỉnh ngộ đó. Đó, anh Duy Nguyễn cứu đổi đời em đó. À nhắc tới vụ anh Duy Nguyễn cứu đổi đời em mới nhớ. Xong rồi nó tưởng anh Bồ Tát mấy em. Nó gặp bất cứ cái chuyện gì trên đời á, nó cũng nhắn tin hỏi anh hết á. Nào là anh Duy ơi, em hâm mộ anh Duy từ những clip bất động sản này nọ, anh dạy hay quá, anh giờ em tình huống em vậy anh kêu em làm sao. Nó đưa vô cái game độ nhà nói về đất đai quá, 18, 19 người tranh chấp rồi cãi lộn, quýnh lộn, tạc axit các kiểu, bây giờ chỉ là số đỏ. Đó, cái kiểu đó là như vậy. Đó, nhưng mà có những hoàn cảnh thì anh cũng cứu được. Thấy không, có những cái hoàn... Điện thoại số lạ không giờ nghe đâu. Có những cái hoàn cảnh thì anh cũng cứu được. Nha. Bực mình quá. Alo. Dạ, em chào anh. Em là Mai, anh có biết đến. Thị trường kinh doanh mà cụ thể là gì mới được chứ? Là dạng công ty đầu tư tài chính nha anh. À. Dạ. Đầu tư tài chính hả? Dạ đúng rồi anh. Nói chung là giờ em là công ty của một cái công ty đầu tư tài chính nào đó. Dạ dạ. Đúng không? Muốn gửi cho anh tài liệu để tham khảo để anh tham gia vô cái mạng lưới của em cái gì đúng không? Em sẽ gửi tài liệu tham khảo cho anh nha. À. Rồi giờ là anh gửi cho em Zalo cái gì? Dạ, em sẽ gửi liền cho anh nha. Đúng không? Để em gửi tài liệu đúng không? Dạ dạ. Rồi vậy thôi em cúp máy đi, rồi anh lấy cái điện thoại của anh ra nhắn tin Zalo cho em nha. Dạ. Cái chỗ nào thì bột Bộ Công Thương nó quảng cáo ta. Có một lần có. Ô mẹ sale mày kiếm tao cái kiểu này hả? Là tao ghi bọt cho Bộ Công Thương dứt mày luôn chứ sao sao. Có gì hoài hả mấy em? Nó phản ánh cái gì? Mới đầu tao không tính nghe, nhưng mà bây giờ nó đưa pháo cho anh đốt anh giết nó luôn á. Nó phản ánh cái gì mấy em? Một cái sỏi bây giờ nó đẹp, nó đảo điên, nó khùng rồi, nó không có chuyện gì làm. Những cái nghề đàng hoàng nó không làm đâu, nó làm những cái nghề mẹ đa cấp, nó làm những cái nghề mẹ vẽ vành, nó làm những cái nghề lừa đảo.
đó, nó gọi điện nó làm phiền mình, mày thấy nóng không? Ồ, bực mình lắm em. Thí dụ như bây giờ á, người ta đàng hoàng á, người ta có danh có dự á, ông ấy thì ai đi mà đi bán bảo hiểm để cho người ta chửi hoài, đúng không? Đã bảo hiểm người ta không mua rồi mà cứ tối ngày á, anh ngu quá, đầu tư sức khỏe đi. Đầu tư sức khỏe đi rồi này đỡ sức khỏe quá giờ già quá giờ đó, đúng không? Rồi xong rồi gọi điện thoại á, em có dự án này dự án kia, ông có rảnh quá vậy bà, cái đó là làm phiền đó, thật sự ông thì bọt luôn. Ghê quá, không có một cái nào nó kêu nhắn tin số bao nhiêu là rì bọt cái số này nè. Không, bởi vì làm ăn yên ổn muốn. Thôi, quay lại vấn đề video của anh mấy em. Video của anh là nói về mấy bạn trẻ mà bỏ cát qua đáy đúng không? Là tại sao mà bỏ cát đó là ngu nhất. Tại vì bỏ cát thì sau này không bỏ được cái gì vô hết trơn đó. Tại cái xô của bạn nó đầy cát rồi bạn đâu bỏ gì vô được, đúng không? Bạn đồng ý tôi không? Còn bây giờ á, đó, bạn bỏ đá tảng vô trước, thì bạn bỏ đá tảng vô xong, những cái lỗ còn trống bằng bỏ tiếp đá sỏi, đúng không? Những lỗ còn trống của đá sỏi bằng bỏ tiếp cát là cuộc đời bạn nó có hết tất cả. Bạn hiểu cái câu chuyện người ta ngụ ngôn, người ta muốn nói cái gì không? Đó, thì mấy bạn trẻ nó cũng vậy. Cái cuộc sống này mấy bạn sống vội vàng quá, các bạn cứ coi được mê con dream mà nó mù con mắt hoài nhé. Con dream hả? Mê con dream nó mù con mắt, nó cứ vậy hoài không có được, đúng không? Trong khi cha mẹ mình đẻ ra mình, kỳ vọng mình chưa báo hiếu được cho cha mẹ mình ngày nào hết. Có con quỷ sứ đó ngoài đường nó là cái gì, đúng không? Nó biết bào tiền của em thôi, mà tiền nó phải là của em tự làm ra mà có. Tiền của em là tiền mẹ cho đi đóng học phí, đúng không? Tiền mẹ cho là cho này cho kia nó. Thì cái những cái câu chuyện về những con nghịch tử và những con bất hiếu đó, ở trên mạng nó cũng nói nhiều lần rồi. Có một câu chuyện mà cái thằng kia nó giả bộ thiếu gia đi đó, ăn chơi với đám bạn nó, rồi mẹ nó lụm dây chai đó, nhớ không? Mẹ nó lụm dây chai, bán dây chai chết mẹ luôn cho tiền nó, mà cuối cùng lụm dây chai ngay cái đám tụi nó nhậu đó, rồi nguyên đám bạn của nó chì chiết mẹ nó đó, rồi nó ngồi nó giấu mặt luôn, nó trốn đó, đúng không? Nó đại loại là nó phản ánh vô những cái bạn trẻ đó, những cái bạn trẻ mà có suy nghĩ lệch lạc về gia đình và tình cảm, đúng không? Cứ coi tình cảm là cái gì ghê gớm lắm, nó chia tay mình cái mình tự tử anh được. Vui không em? Nó chia tay mình cái mình đi tự tử. Cha mẹ đẻ ra có hình hài 18, 19 năm không dám quýnh cái nào. Hẹn hò yêu đương, Nó nắm cổ nó đót ghi đập như chó. Đó. Thấy nó cực kỳ, nó bậy bạ chưa? Có vậy. Nhiều khi á, cái đó là cái gì? Cái đó là do cái tụi em suy nghĩ nó không đúng về cuộc sống. Nó mua quà cho gái nào nè, 8 tháng 3 nào là Valentine gì đó tùy cách đọc nha. Rồi 20 tháng 10 rồi gì, 20 tháng 10 rồi gì, từ lưa ngày luôn em, ngày gì cũng có hết. Lễ lại Trung Thu, Noel, Giáng sinh. Có bao giờ tụi em ngồi tụi em ngẫm nghĩ lại là một năm á, em tốn bao nhiêu tiền cho gái chưa? Mà cái số tiền đó là mẹ, cha của em cực khổ làm cho em. Cha mẹ đã hy sinh cả đời, đúng không? Để lo cho tụi em ăn học. Mà tụi em ăn học nó đã không xong thì chớ, đúng không? Mà còn gái gú mà bào tiền của cha mẹ cho gái nữa. Anh nói vậy không nghĩa là nó giờ sinh viên làm được yêu này nọ kia, nghèo được yêu. Yêu thấy công bằng không ơi? Thằng nào cũng nghèo phải sao mày bào tiền tao, đúng không? Đúng cho like đi mấy em. Tưởng đâu sau này ra trường nó tốt đẹp hơn, nó đỡ hơn. Nhưng mà không, ra trường nó cũng lậm trong cái máu mê gái nữa. Nó cũng vẫn cho gái, nó vẫn cho này cho kia, nó chưa bao giờ nó nghĩ tới cha mẹ nó. Nó đi tập gym, nó mua súp cho nó uống, nó mua bao tai cho nó. Nó đi mua cho con bồ nó luôn. Nó nâng tạ, nó tháo tạ, nó lo cho con bồ nó từ đôi giày cái vớ. Mẹ nó nhà rụng bà nó xương rồi, chưa bao giờ tao thấy nó ghé BBT nó mua hũ John nữa. Thấy cái đó nghĩ sao mấy em? Cái đó anh nói nhiều lần rồi chứ phải một lần, đúng không? Cha mẹ thì nhịn bữa sáng, không dám ăn để tiền đó cho con, sợ con nó gửi về 1 triệu, 2 triệu, không dám xài tiền đó luôn. Nó cũng không bao giờ thấy nó mua được cho mẹ nó thùng Lean Body for her nào hết. Đó, mà trong khi nó với con bồ nó sẽ ăn uống ngập mặt. Mà xài tiền như vậy, tao nói tụi bay vừa thôi nha. Mẹ có một thôi, nó còn bồ một đống, chọn mà ngu. Đúng chưa? Mẹ là đá tảng, bồ là hạt cát, rõ ràng rồi. Mày phải bỏ đa tảng vô cái thao trước chứ tụi bay không thể nào bỏ hạt cát vô cái thao, đúng không? Tại sao mà các em có thể vô lý tới cái độ á mà bao gái tập gym vô BPT đóng tiền tập gym cho gái đóng một năm luôn? Wow, đúng không? Cho gái đóng một năm, chỉ có điều tụi bay ghen tụi bay không thuê BPT cho gái thôi.
tụi bay cho gái đóng một năm là tụi bay mua súp cho nó uống thì cũng có lợi cho anh thiệt. Anh nhìn thì anh cũng thích rồi đó. Nhưng mà anh nhìn lại tao không biết mày lo được cho mẹ mày chưa, đúng không? Giá mà mày lo cho mẹ mày, mua cho mẹ mày cái máy chạy bộ F63 về nhà bà chạy đi, cho bà đỡ bị bệnh mỡ, đỡ bị cao huyết áp. Đó, tụi bay học tập gym làm cái gì để cho đầu óc tụi bay một là một gamer, đúng chưa? Thằng kia mày cười cái gì hả? Mày cười cái gì? Mày cũng vậy thôi nha con, tao chưa lôi cái nhà mày ra tao đam nha. Mày nổi ngồi ở đây mày nghe mà không tắm thì thôi. Em cũng đang kiếm mua chiếc F63 sếp ơi. Mày mua chưa? Dạ rồi rồi, em đặt rồi. Mày mua cho tía má mày chưa? Dạ. Ôi chứ tự nhiên tía má mày nuôi đâu có nuôi đã đời mày, xong rồi ra đường mày bị gái dụ giờ nuôi thêm con của mày nữa. Mày nghĩ coi, mày cũng là mày tội nặng lắm nha. Đó, mà trong khi á người lớn tuổi á, mẹ của anh cũng vậy thôi nha. Mẹ của anh vậy thôi, nói giờ thôi sống được bao lâu nữa con, nghe nói chán thấy bà luôn á. Gì sống bao lâu? Thì mệt cứ lấy BC ra uống, đói bụng mà thì lấy lean body ra uống. Ngày leo lên máy tập gym cho con. Anh mua cho mẹ anh cái máy F85 rồi. À, máy F85 chuyển thẳng vô nhà mẹ luôn. Đó, mẹ cứ tập đi, gym điện lên, chỉnh máy màu, nhắn hai tay thôi. Nó cái sức khỏe là cái cực kỳ quan trọng của mẹ mình mà mình không lo. Mình lo sức khỏe cho con bò, mình làm cái con khỉ gì. Đúng không? Đương nhiên lo cho con bò được thì phải lo cho mẹ được. Đúng không em? Em lo cho mẹ em vuông tròn đi, em lo cho bồ. Ra đường em là người đàn ông 10 điểm. Còn em mà em dung dán cho con bồ em á thì mẹ em nó biết nó tuổi thân thôi. Ủa sao anh nói chuyện hay như bị hổng ta? Anh lộn em, anh tức quá. Anh lộn nó là con bồ, còn mẹ của em không phải là nó nha. Đó. Ví dụ mẹ của em cũng sẽ tuổi thân. Tại sao tao đẻ mang nặng ra, tao đẻ ra mày, đúng không? Bây giờ tao già, mà người già tao hay tuổi thân nữa. Tao hay buồn, hay cô đơn. Giờ nhìn qua vậy mốt lỡ mẹ với vợ cãi lộn bên ai mày? Hả? Mẹ với vợ cãi lộn mày trốn nhà mà đi ha. Có mấy thằng nào ông hàng lắm em, nó trốn nhà nó đi luôn. Đúng không? Nên bây giờ á, mày tập gym được mà cha với mẹ cả gia đình của mày mày không mua được cái máy chạy bộ về nhà để mà tập home gym, tao cũng lại tụi mày luôn. Tao lại. Đúng không? Không lẽ giờ mày kêu mẹ mày ra phòng gym tập không có đi được đâu mấy em. Anh kêu rồi, nhà anh 4 phòng gym. Anh kêu mẹ ơi xuống phòng gym tập đi, mẹ tao thích chỗ đông người mẹ ơi. Mẹ tám thích chỗ đông người nó ồn ào quá, nằm chỗ đọc tiểu thuyết, nằm chỗ đọc tiểu thuyết ăn không lẽ giờ cấm, đúng không? Không lẽ giờ cấm mẹ đừng ăn. Ô mấy cái nói chung thuyết phục người già nó khó lắm. Những cái mình cho là kiến thức mình thừa sức mình hiểu, nhưng mà mình nói mẹ mình rất là khó để chấp nhận. Nó nói, trời ơi mày khó quá, bây giờ tao ăn sợ tốn tiền của mày hay gì mày cản một lum. Nó cũng không được, nó cũng không được. Không lẽ giờ kêu mẹ thôi đi ra công viên đi bộ đi, thôi mẹ ơi làm biến quá. Nằm ở nhà đọc sách chứ mà. Nó khổ lắm. Bởi vì anh á mới tìm cách được đầu tiên á, anh mua cho mẹ cái máy chạy bộ, mang ba máy đi bộ mà cái xe đạp. Trời đất cơ lên đạp ọc đạp xong rồi bỏ xó luôn, đọc truyện tiếp. Trời ơi đau đầu lắm. Mà nhà của anh đâu phải có mình mẹ anh thôi, nhiều lắm em. Có mẹ, có dì, có mấy đứa em họ nữa, đông lắm. Đó thì bây giờ anh mua cái máy chạy bộ về, anh để cả Nguyễn nhà tập luôn. Wow. Anh bắt tập, ép tập luôn. Ngày đó đi nhiều chỉnh chương trình để sẵn. Vô đầu tiên là cho chạy manual thôi. Manual xong rồi lên lên xuống bấm hai bên nè, up rồi starter nè, fast đồ, lên xuống. Tất nhiên đây không phải là chương trình hướng dẫn nha, anh chỉ nói về những cái tình huống mà tụi em có những em á tiếp xúc với anh cũng muốn lo cho mẹ cho cha, cái đó anh rất là quý. Nó thật sự với mày á, mày tụi bay mua đồ mà cho mẹ cho cha đó, tao bán rẻ chút xíu tao cũng vui nữa. Nó thề luôn á. Còn cái màn mà hả? Nhìn ra đường mà sợ gái là thứ đó anh ghét cực kỳ. Anh nói thẳng, mày thương gái khác nó sợ gái, đúng không? Anh kể cho bà nghe, nhiều khi mấy chị mắc cười lắm. Tự nhiên bữa hổm tới đây có con cha nội kia đi cái xe Fortuner thắng cái cùng, làm cái cặp làm ghê gớm lắm. Vô đùng đồ cái này nọ, anh kinh nghiệm rồ này nọ, anh là đại gia rồi, anh mua này mua kia tất cả thứ, anh tập ở California đồ, đóng tháng nhiêu tiền đồ, nổ kinh khủng. Hồi cuối cùng biết làm sao không? Mua tới mua lui lụm được 7-8 món gì đó, vợ nó cho chọn đúng món. Vợ đúng món, thôi ông mấy cái này ông đủ rồi, ông dư rồi, thôi ông uống này thôi. 900 ngàn, vợ cầm tiền mà đi cũng nổ như gì. Nên cái quan điểm của anh nói, nhiều khi anh nói là đàn ông sợ vợ là anh luôn khinh. Anh nói thiệt á, mày ghét tao tao chịu luôn, nhưng mà dùng đã tới cái chữ sợ vợ là anh khinh cực kỳ luôn. Nó sợ vợ nó khác thương vợ không nghĩa là sợ vợ, ok? Có những đứa nó nói là thôi vợ tao sợ, xong rồi cái thằng kia nó lầy hơn nữa. Vợ tao nguyên xóm sợ đâu phải mình tao đâu. Tụi nó vậy đó mày. Mày hỏi mẹ mày sợ chưa? Mẹ mày sợ vợ chưa, mày sợ vợ?
cứ đổ thừa là ngụy biện, chứ mà chỉ có bất tài vô dụng mới sợ vợ thôi, chứ không có gì mà phải sợ vợ hết á. Đàn ông không lo được cho vợ thôi, không bảo kê vợ được thôi, thế mà sợ vợ, không chấp nhận được. Tranh luận rất là nhiều lần rồi nhưng mà quan điểm của anh rất là cứng, đúng không? Thương vợ, tôn trọng vợ, khác sợ vợ. Nọ mà bây giờ đi tập gym xin phép vợ. Thôi mà dẹp đi, giờ bảo không hiểu đúng không, ngồi đó nói cho nghe là lết cho tập gym. Ok, thấy Duy Nguyễn không đó, tập gym như nó đó. Thứ nhất, tướng tá ngon lành, tuổi trẻ, thần thái, mắt đẹp, đủ da mặt xịn, ok chưa? Wow. Rồi vụ kia dữ nữa, rồi bà thích chưa? Rồi tôi đi tập nha. Phải nghe nói thì phải ngoan, đúng không? Đưa tiền phía cắt, đâu có thế nào mà cứ sợ một cách vô lý. Rồi đâm ra đưa, có những cái quyết sách trong cuộc đời mình sai lầm trong cái khoảng mà hòa giữa mẹ với vợ. Rồi giờ nói tới mẹ. Mẹ đó là người lớn tuổi rồi, anh cũng có mẹ và tụi em cũng có mẹ. Bây giờ sợ nhất là ngày mất mẹ. Mà cuộc đời mình kỳ lắm em. Lúc mẹ mất mẹ thì sợ, mà lúc còn mẹ thì biết giữ. Hầu như nào cũng vậy đó. Không riêng gì mấy em mà cũng riêng gì anh. Nó thôi mẹ ơi, mẹ này mẹ kia, mẹ này mẹ kia, thôi mẹ bệnh cái một mẹ quéo, đúng không? Mà giờ á, người già hay có cái tập nằm ở nhà không à. Nên tụi em làm gì làm, nếu mà có điều kiện xúc cho mẹ cái home gym nhỏ nhỏ. Đầu tiên bằng cái máy chạy bộ trước tạ thôi, khỏi đi. Nè không phải tạ, bây giờ nói thiệt với em, đừng có bao giờ mà gym mà cực đoan. Bây giờ mà mẹ tụi em thuộc hàng U5 rồi. U5 rồi mà kêu cầm một tạ, ai cầm được, cầm nó ra gì, không tập được mấy em ơi. Chỉ cần ngày đi bộ 30 phút. 30 phút thôi, trời đất ơi, khỏi cần chỉnh gì cả, mua cái máy F63 về nhấn vô cái chương trình program nào cũng được hết á. Cái máy này thiết kế dành cho mẹ mà, dành cho mẹ, dành cho vợ luôn. Đó, còn thằng nào mà level cao thì mốt anh chỉ chiêu cho. Level cao thì chạy manual, đó, chạy manual và chạy user 1, user 2. Hiểu chưa? Đó, còn bây giờ những cái program trên máy rất đơn giản, rất là dễ sử dụng. Lít mẹ mua, đó, nhấn. Mà xong rồi về nổ nha, cái này anh nói thêm. Máy này bèo mà, máy này có 25 triệu thôi. Về nổ luôn 100 triệu đi. Chi vậy? Để cho mẹ mày tiết tiền mà tập chứ không chỉ trơn trọi đó. Thường mẹ ra sót ruột con. Mà về mày cứ áp lực vô đó, thôi mẹ giật quyền lại mày luôn á. Một ngày mày đi giùm con nửa tiếng đi. Cái máy này con mua tới 100 triệu lận. Con đang nợ ngân hàng 90 triệu đó mẹ. Đó, trời đất ơi, mẹ cảm động liền. Mẹ có áp lực vậy mẹ tập nha mấy em. Đó, hiểu chưa? Chứ không phải là cái gì hết. Rồi xong á, mà người lớn á, người ta rất là khó ăn. Người lớn á thì cái mày thịt là bỏ đi. Nope. Người lớn mày thấy có ăn thịt đâu, hiếm lắm. Ông nào chắc dữ lắm mới ăn thịt ăn cá. Còn không á, tao ăn rau không à. Ăn rau sao đủ chất, đúng không? Ăn rau không có đủ chất, sức đề kháng cũng yếu nữa, đúng không? Nên á, tập là một phần, ăn là một phần. Mà nếu mà đâu thể nào mình bắt mẹ mình ăn thịt được, đúng không? Mẹ mình thì chỉ có thể là ăn rau thôi, mẹ anh cũng vậy thôi. Nên anh có kinh nghiệm lắm, nhà một đống người già kìa, toàn tuổi mẹ anh không. Bây giờ á, ai cũng có đau chân. Trời ơi, em lên bệnh viện khám hoài, ủa lộn, lên Sài Gòn khám hoài. Đau chân, mở máu, thêm cái gì nữa, gì huyết áp, con bà bị tim nữa. Trời ơi. Nên thôi, giờ tụi em phải mua mẹ em này nè. Cái này là không phải quảng cáo nha mấy em. Ủa, cái này không phải quảng cáo mà là chia sẻ. Anh cũng có mẹ, em cũng có mẹ. Cái nào uống được cho mẹ thì anh mới chia sẻ. Cái này như cái này, hai cái này thôi. Về lại mẹ luôn. Mẹ ơi mẹ, uống giùm con đi mẹ. Đúng không? Bây giờ mẹ ăn cơm đúng không? Bà ăn rau không à mẹ ơi? Bà ăn rau với ăn cơm không à? Thôi cơm mẹ ăn nó ít lại xíu không? Chứ sao ăn cơm tiểu đường. Mà cái người Việt Nam mình nó khổ lắm. Lớn tuổi mẹ cứ ăn cơm mới chịu cơ. Ra đường khoe, ừ tao già rồi tao ăn được 3 bát cơm mỗi bữa. Ủa, bà kia bà khoe 4 bát. Xong bà nào bà đấy vậy không à? Có không? Có không em? Nên á, thôi liều lượng giảm lại. Đừng có ăn cơm, làm cho con một muỗng này thôi. Con quỳ con lại mẹ luôn, một muỗng. Đó, mẹ ăn chừng nửa chén cơm thôi, ăn với rau, với ăn này thôi được rồi. Đó, hoặc là này, hiểu không? Hai cái này người lớn tuổi uống được. Còn thêm cái nữa mấy em. Cái này nè, cái dòng này nè. Cái dòng này là mà khỏe, uống cho khỏe thôi chứ không có no. Mấy cái dòng BCA á, cái dòng amino á. Thì thí dụ như mẹ đang giữa chừng bị mệt á, đi chợ về á, đi chợ, xách đồ về nó mệt. Đó thì uống cái này cho nó khỏe. Uống cho nó khỏe giống như mẹ thường thường á, người ta mẹ mày sẽ vô pha trà đường, đúng không? Rồi pha sữa ông thọ. Nó rồi pha mấy cái đại loại Lipton, Liptiết gì đó uống. Nó thì uống mấy cái đó làm gì? Uống cái này. Đó, một ngày chỉ một lần thôi cũng được nữa.
để cho mẹ của em có được cái sự ăn uống khoa học, đúng không? Và sự tập luyện để làm chi? Để cho mẹ em nó khỏe, nó đỡ bệnh. Chứ không á, người lớn tuổi người ta bệnh, người ta suy nghĩ rất là tiêu cực. Khó dụ tới phòng gym lắm ông ơi. Tao nói thiệt, mẹ khó dụ mẹ tới phòng gym lắm, cha cũng vậy thôi à. Khó dụ lắm mà người ta lớn tuổi rồi, ở nhà người ta còn trông con, trông cháu này nữa. Tập ở nhà nó sẽ tiện lợi hơn, đúng không? Mà bây giờ kêu gặp bụng làm biếng lắm, tao nói thiệt. Gặp bụng là dễ nhất rồi đó, mà kêu gặp bụng cũng làm biếng nữa. Mẹ tao biết mà, anh khổ lắm, em cũng tâm tư lắm á. Mà sao kiểu tự nhiên mẹ, sao mẹ lớn càng lớn tuổi mẹ càng mập vậy? À, tao cũng biết nữa mẹ, tao ăn bít xịt sao tao cũng mập nữa. À, có mẹ mình không lo, lo con bồ. Mẹ nó ngó tối nhà nó chụp, nó khoe mông, khoe đít, khoe vú, khoe này, khoe kia. Nó còn trẻ cái kiểu gì nó chả khỏe, đúng không? Tao lo tuổi già thôi. Lo là phải lo cân bằng, cái nào nguy hiểm đèn đỏ lo trước, còn cái nào đèn vàng, đèn xanh thì từ từ. Nó nên tụi em cứ phải cân bằng trong cuộc sống này. Mình phải, nói chung anh không có khuyên gì hết á. Còn cái sự mê gái á, mỗi người mức độ nó khác nhau. Anh đâu biết tụi em mê sao mà tụi anh nói. Nhưng mà em phải cân bằng để sau này tụi em đừng có hối hận, đừng có sai lầm. Bây giờ có đá tảng, có sỏi, có cát, bỏ cái nào vô trước và bỏ cái nào vô sau là tùy các em nha. Thôi tạm biệt các em. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì, lái xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu. Đức Vũ 3 triệu. Hải Bánh 3 triệu. Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.